Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2018. Phiên bán lan ngày hôm nay thì em đăng hàng rất là trễ, khoảng 2 giờ chiều á. Cho nên là phiên bán hàng hôm nay thì em sẽ bán cho 2 ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2018. Đây là mặt hoa cửu bảo tiên. Cách đây một thời gian em cũng đã quay cho các anh chị và các bạn xem cái mặt hoa này rồi. Và khi em quay cái cây này xong á thì rất nhiều các anh chị và các bạn gọi điện để mà hỏi về giống cây lan này. Thì cho đến ngày hôm nay đó thì hiện tại là tụi em đã có cây giống của cây cửu bảo tiên ha các anh chị. Thì em cho các anh chị và các bạn xem lại cái mặt hoa. Đây là một dòng giáng hương rất là đẹp. Phải công nhận là rất đẹp và cái mùi hương của nó cũng tuyệt vời. Thì bản thân em cũng rất thích và rất nhiều các anh chị và các bạn hỏi về cái cây này, cho nên là em tìm mọi cách lấy cây giống này về để cho các anh chị và các bạn sưu tầm. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em thì làm việc từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 21 giờ mỗi ngày. Các anh chị và các bạn chúng ta có thể đặt hàng qua cuộc gọi trực tiếp số điện thoại di động hoặc số tổng đài. Riêng số tổng đài thì chỉ hoạt động đến 5 giờ rưỡi chiều thôi nha các anh chị. Thì sau 5 giờ rưỡi chỉ còn số điện thoại di động làm việc thôi. Ngoài ra thì các anh chị và các bạn có thể đặt hàng qua tin nhắn SMS thông thường cho số điện thoại di động. Bên em chưa có nhận đơn hàng qua Zalo cũng như là comment ở phía dưới kênh YouTube nha các anh chị. Mong các anh chị và các bạn chúng ta thông cảm. Các anh chị và các bạn chúng ta sẽ nhận hàng, trả tiền lan và tiền phí vận chuyển cho nhân viên bưu điện. Giá lan tụi em báo trên kênh là chỉ là giá lan, chưa bao gồm phí vận chuyển ha các anh chị. Thì trong phí vận chuyển thì nó sẽ bao gồm là cái phí vận chuyển và phí thu tiền họ. Thay vì các anh chị và các bạn chuyển khoản thì các anh chị và các bạn sẽ trả cho nhân viên giao hàng luôn. Đây là cây cửu bảo tiên, cây giống mà em đã nói như lúc đầu đó các anh chị. Thì giá là 370.000 trên một chậu. Một chậu nó sẽ gồm ít nhất hai thân, một thân lớn và một thân nhỏ. Thì em bán theo chậu chứ không bán theo thân, cho nên các anh chị và các bạn chúng ta nếu ai may mắn sẽ được nhận những cái chậu ba thân ha. Ngoài ra thì phần lớn là nó là những cái chậu hai thân, một thân lớn và một thân nhỏ. Cái thân lớn thì kích thước chiều cao nó cũng khoảng cỡ hơn một gang tay á đó. Một cái chậu như vậy thì nó có một cái thân đó, thân nó thân nhỏ, rồi một cái thân thì lớn hơn. Thì cái này tụi em mua theo chậu chứ cũng không có mua theo đầu cây, cho nên là khi tụi em xuất bán cũng vậy, xuất bán một cái chậu như vậy về cho các anh chị và các bạn chúng ta làm giống, bởi vì cái cây này rất là đáng để sưu tầm. Rất đẹp, rất thơm. Và ở vùng miền nào trồng được, phía Bắc các anh chị các bạn chúng ta trồng cũng được, ngay bản thân ở trong miền Nam tỉnh Bình Phước của tụi em trồng thì cây nó vẫn cho hoa bình thường ha các anh chị. Cho nên là cây này thì các anh chị và các bạn chúng ta vùng miền nào trồng cũng được cả. Em xin nhắc lại ha, cái chậu cây cửu bảo tiên này thì là giá là 370.000 trên một chậu ha các anh chị. Cái chậu này thì cái cây thân cây nhỏ thì nó nhỏ, nhưng mà cái cây lớn thì nó lại rất là lớn, cho nên là nó cũng không đồng đều nhau. Thì tụi em cũng bán theo chậu vậy thôi. Các anh chị và các bạn cũng thông cảm là em cũng không có lọc lựa ra được á, nó không có đều nhau. Thì chúng ta mua về xác định là làm giống thôi. Và thật ra là những cây này là nó đã sẵn sàng cho hoa rồi nha các anh chị. Những cái cây lớn là nó đã sẵn sàng cho hoa trong mùa tới. Như vừa rồi thì cây ở bên em nó nở là khoảng vào tháng 8 đó. Tháng 8 dương lịch đó các anh chị. Đây là cửu bảo tiên thì nó là một trong những cái dòng giáng hương rất là đáng để chúng ta sưu tầm nha. Chậu này thì nó gồm hai cái thân đều nhau nhưng mà nó lại không cao lắm. Hôm nay thì tụi em có khoảng khoảng 80 chậu như thế này thì em nghĩ là chắc cũng đủ để cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm.
Trong video bán lan gần đây nhất thì em có xuất bán cây châu Như F2 đó. Tuy nhiên cái số lượng của bên em nó không có nhiều. Rất nhiều các anh chị và các bạn đặt hàng mua thì em cũng xin lỗi và em sẽ sưu tầm thêm cái nguồn hàng để cung cấp cho các anh chị và các bạn. Cũng như là cây năm cánh trắng hồng hồng vừa rồi các anh chị và các bạn chúng ta đặt hàng cái số lượng quá nhiều và tụi em cũng đã hết. Thì trong ngày hôm nay đó là tụi em cũng có lại cái cây năm cánh trắng hồng hồng hả các anh chị. Thì các anh chị và các bạn xem qua những cái cây cửu bảo tiên hôm nay em sẽ đã có hàng để cung cấp giống cho các anh chị ha. Và trong video ngày hôm nay thì em cũng xuất bán cây năm cánh trắng mắc nai hàng ươm cây ha các anh chị. Đây là cây năm cánh trắng hồng hồng, mặt hoa của nó đây. Và vừa rồi thì tụi em về số lượng cũng nhiều nhưng không đủ để cung cấp, thì hiện tại hôm nay là tụi em cũng về thêm một đợt nữa là cây năm cánh trắng hồng hồng. Kích thước của nó thì cũng khoảng tầm từ 13 đến 15 cm và tình trạng cây rất là khỏe. Em có thể quay cho các anh chị và các bạn xem rõ từng cây ha. Các anh chị mua từ 2 cây thì giá là 150.000 trên một cây. Và các anh chị mua từ 5 cây trở lên thì là giá là 140.000 trên một cây. Đó, bên em có cái nguồn hàng rất là tốt và giá cũng rất là rẻ, cây và đẹp. Nên rất là được sự đón chào của các anh chị và các bạn trong những cái đợt hàng cây năm cánh trắng hồng hồng này. Thì hiện tại em có khoảng 200 cây, nhưng mà khi hàng mới về thì các anh chị và các bạn lúc trước đã đặt em ghi vào đơn chờ đó, thì em cũng đã gọi điện để thông báo cho các anh chị và các bạn là hàng đã về ha. Kích thước của nó thì cũng khoảng tầm từ 13 cho đến 15 cm thôi. Cây thì rất là đều và có những cây thì nó vượt hơn quá 15 cm, thì em chỉ báo cái tầm trung bình là từ 13 đến 15 cm thôi. Cây năm cánh trắng màu hồng hồng này là một cái giống rất là đáng cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm. Nó là giống từ Đài Loan ha các anh chị. Tuy nhiên là nó cũng có ở Việt Nam rất lâu rồi, thì những cái cây này được nhà vườn ở Việt Nam chúng ta ươm cây ra chứ không phải là hàng nhập từ Đài ha các anh chị. Đây là cây hàng ươm cây, không phải là hàng gieo hạt cấy mô nha các anh chị. Đó. Em quay rõ cái góc cho các anh chị và các bạn chúng ta xem, thì cái giá thể người ta trồng ở trong vườn á, nó rất là ẩm, cho nên là về các anh chị và các bạn chúng ta trồng thì tách chậu và cũng lấy bớt cái giá thể nó ra để chúng ta trồng bằng vỏ thông á, cho nó cái độ ẩm nó thấp đi một chút. Tại vì khi người ta trồng ở trong vườn như thế này, người ta tưới rất là ít ha các anh chị. Nhà vườn thì người ta tưới theo cái cách của người ta. Về chúng ta sẽ bỏ bớt cái phần phần dớn ra để cho nó bớt ẩm. Còn đây là một cái giò thanh hạt nguyên bản. Giò này là giò nguyên bản ha các anh chị. Thì cái cây thanh hạt này nó rất là giống những cái cây dạng như là nhất điểm hồng nè, rồi nhất điểm hoàng chứ, rồi giống cây vạch đỏ, rất là giống cây vạch đỏ. Tuy nhiên là cái cây này á, chỉ khi nó nở hoa rồi thì mới phân biệt nó được chính xác nó là cây thanh hạt, cho nên là cái cây này nó rất là khó để mà chúng ta săn lùng được. Thì ở đây đó em có một cái giò nguyên bản thanh hạt này chỉ có một duy nhất thôi, một giò duy nhất và giá của nó là 1.000.000 đồng. Cái này chỉ để dành cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm thôi, những anh chị nào thật sự yêu mến cái cây này sưu tầm. Chứ còn cái giá trị của nó thì thực tế là bản thân em cũng thấy rất là cao ha. Giá là tới 1.000.000 cho một cái giò này ha, và em cũng chỉ có một giò thôi. Nó có một mầm xanh đang lên và một cái thân đang cho hoa. Đây là cái mầm xanh đang lên, còn cái thân đang cho hoa thì cái này trong quá trình khai thác nó cũng bị héo ở cái phần ngọn rồi nha các anh chị. Em sẽ quay cái hoa nó đang nở cho các anh chị và các bạn chúng ta xem nha. Tại vì cái cây này nếu mà nó không nở hoa thì nó rất là khó phân biệt với lại cái cây cây vạch đỏ. Đó, đây là cái hoa của cây thanh hạt. Thì chính xác nó là cây thanh hạt ha các anh chị. Thì rất là khó để mà chúng ta có được một cái cây, một cái giò nguyên bản như thế này. Thì ở đây em chỉ có một giò thôi.
Em cũng xin lỗi các anh chị và các bạn mua hàng lan ký đó, thì trong video bán lan ngày hôm nay thì tụi em không có hàng lan ký ha các anh chị, em chỉ có những cái loại hàng chậu như vừa rồi thôi. Thì sắp tới thì hàng rừng nó sẽ về, thì trong 1 2 ngày tới thì em sẽ đăng cái hàng lan hàng ký. Và một giò nguyên bản duy nhất này có giá là 1 triệu đồng cho các anh chị nào có thực sự yêu mến cây thanh hạc và quyết định sưu tầm ha các anh chị. Và tiếp theo đây thì em sẽ xuất bán kỳ 5 cánh trắng mắc nai. Đây là mặt hoa 5 cánh trắng mắc nai nở trong vườn nhà em ha các anh chị. Thì cái cây này nó cái thân của nó rất là mảnh, cho nên khi những cái kỳ làm ra thì nó không có phát triển mạnh đâu. Những cái kỳ năm đầu thì nó chỉ phát triển ra một phần rồi nó tù đầu rồi nó mập thôi. Như cái kỳ số 2, số 3 này đó là nó gồm hai thân ha các anh chị. Một cái thân lớn và một cái kỳ nhỏ, rất là nhỏ, nó cũng đã thắt ngọn và phình ra rồi. Thì những anh chị em nào chúng ta thật sự thích sưu tầm những cái loại này á, tại vì cái giá trị nó rất là cao và cái kỳ của nó thì cũng nhỏ. Bữa nay thì em có 7 cái kỳ, tất cả là nó đã đều đứng ngọn và mập thân, nhưng mà kích thước của nó thì không có cao hơn các anh chị. Về cho khi mà nó ra cái mầm mới á, thì cái mầm mới nó sẽ cao hơn cái mầm kỳ năm nhất như thế này. Em để cái muỗng cà phê cho các anh chị và các bạn chúng ta xem và có thể tưởng tượng được cây nó rất là nhỏ nha các anh chị. Đó, rất nhỏ, tuy nhiên nó đã đứng ngọn và tù đầu rồi. Tất cả đều được trồng trong những cái cốc với giá thể là giấng sợi ha các anh chị. Ba cái kỳ số 5, số 6, số 7 thì nó tương đối đều nhau và nó lớn hơn những kỳ còn lại. Nhưng mà lớn nhất thì vẫn là cái chậu kỳ số 3, nó gồm một cái thân lớn và một cái kỳ nhỏ. Đó, em lại lấy cái đầu viết để cho các anh chị viết bức bi thiên long á, cho các anh chị và các bạn chúng ta so sánh, tại vì đây là hàng giá trị cao nên em sẽ quay rất là kỹ rõ cho các anh chị các bạn chúng ta xem nha và xác định. Các anh chị nào mà chúng ta có tay nghề cứng cao rồi đó thì hãy mua những cái cây này, tại vì để chăm sóc những cái dạng cây đột biến thì nó không có dễ dàng một chút nào đâu nha các anh chị. Những cây mà thuộc dạng đột biến chăm sóc nó rất là khó. Đây là cây đột biến cánh trắng, 5 cánh trắng mắc nai. Thì cái cây 5 cánh trắng mắc nai em đã quay cho các anh chị và các bạn xem rất là nhiều rồi. Thì bây giờ em báo giá nè. Kỳ 5 cánh trắng mắc nai số 1 là có giá 2 triệu đồng. Kỳ số 2, em kê kích thước giờ cho các anh chị và các bạn chúng ta ước lượng ha. Kỳ 5 cánh trắng mắc nai số 2 giá là 2 triệu rưỡi. Và kỳ 5 cánh trắng mắc nai số 3 là một chậu cốc như vậy, nó gồm hai kỳ lớn nhỏ, có giá là 5 triệu đồng. Kỳ 5 cánh trắng số 4 có giá là 2 triệu rưỡi. Và còn lại đó thì kỳ 5 cánh trắng mắc nai số 5, số 6, số 7 sẽ đồng giá là 3 triệu đồng trên một kỳ ha các anh chị. Cách đây vài hôm thì em có quay cho các anh chị và các bạn xem cái cây 5 cánh trắng mắc nai mà nó có kỳ trên thân đó. Thì hiện tại tất cả nó chưa có ra rễ, nó chỉ ra rễ được khoảng hơn 50% thôi. Cho nên những cái kỳ đó thì hiện tại bản thân em chưa có xuất bán được. Thì cũng mong các anh chị và các bạn vui lòng chờ trong một vài tháng tới. Và cuối cùng thì cũng là một cái loại cây rất đáng cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm luôn. Đây là cây đại bạch long. Những cái hình mặt hoa em cho các anh chị và các bạn xem thì cũng là hình em tải từ trên mạng nên hơi mờ. Đây là cây đại bạch long, cây thân rất là cao,
cây trưởng thành nó có thể cao trên 2 mét cho tới 3 mét ha các anh chị. Nó cũng là một dạng giả hạt thân thầm thôi. Tuy nhiên là người ta trồng trong chậu trồng đứng lên thì cho nó đỡ cái chiếm cái diện tích. Thì giá của nó đó là một chậu hai thân như thế này thì có giá là 1.450.000. Hiện tại thì kích thước của mỗi một cái thân như thế này nó nằm ở tầm 1,2 m ha các anh chị, và ngọn còn đang rất là to và đang đi. Ngoài ra thì em cũng có những cái chậu ba thân. Ba thân thì nó kích thước của nó tầm khoảng 1,1 m chiều cao. Tính từ mặt chậu ha các anh chị, thì những cái chậu ba thân á thì sẽ có giá là 2,1 triệu. Đây là dạng cây lớn, cây trưởng thành rồi nha các anh chị, sẵn sàng cho hoa, và thì cây chưa đứng ngọn và vẫn còn đang tiếp tục đi. Nó khác với dạng cây giống mà các anh chị và các bạn chúng ta mua trên thị trường ấy, thì giá nó sẽ rẻ hơn, nó tầm 200-300 nghìn thôi. Nhưng đây là cây lớn rồi, nó kích thước của nó khoảng 1,2 m một cây. Em nhờ một một đứa em nó đo cho các anh chị và các bạn chúng ta xem thử ha, tại vì em đang cầm máy quay. Đó, như cây này là kích thước gần 1,2 m trên 1,1 m, rất là cao to, thì cái thân của nó cũng mập như cỡ ngón tay ha các anh chị. Đây là cây lớn trưởng thành, cái giá của nó thì cao hơn và nó cũng sẽ tiện lợi cho các anh chị và các bạn chúng ta chăm sóc, nó đỡ mất thời gian hơn. Chúng ta mua cây giống thì cũng tốt thôi nhưng nó sẽ tốn nhiều thời gian, còn cái đây là cây là đã trưởng thành rồi ha các anh chị, sẵn sàng cho hoa. Và trong ngày hôm nay thì em cũng có khoảng tầm tầm 24-25 chậu gì đó thôi, tại vì cây là cây lớn giá trị cao cho nên em cũng không có lấy về nhiều, thì chỉ có khoảng tầm trên 20 chậu như vậy đó. Em cũng xin báo giá lại là những cái chậu hai thân thì là giá là 1,450.000, còn đây là những cái chậu ba thân nè là giá là 2,1 triệu ba thân trên một chậu, kích thước trung bình là khoảng tầm 1,1 m ha các anh chị. Cây ngắn nhất thì 1 m, cây này thì trên 1,1 m đó. Cái chậu ba thân thì em chỉ có hai cái chậu ba thân thôi, ngoài ra còn lại là tất cả là những cái chậu hai thân thôi. Nó đây là hai cái chậu ba thân, kích thước trung bình của một mầm một thân lớn thì khoảng tầm 1,1 m ha các anh chị, tính từ mặt chậu. Và em cũng sẽ nhờ bạn nhân viên đứng sát bà cho các anh chị và các bạn chúng ta so sánh cái chiều cao của cái cây này. Và hiện tại cây này nó vẫn còn đang tiếp tục đi ngọn nha các anh chị, ngọn còn đang rất là to, chưa có thắt đâu. Đây, em nhờ một cái bạn nhân viên đứng vào. Các anh chị và các bạn thấy là nó sẽ ngang. Chiều cao của nó sẽ quá tầm đầu người luôn nha các anh chị, và hiện tại thì nó chỉ tầm khoảng ngang cổ thôi, nhưng mà cây còn đang phát triển tiếp. Thì về các anh chị và các bạn chúng ta chăm sóc tiếp, và trong mùa hoa sắp tới thì nó sẽ cho hoa, hoa của nó là hoa màu trắng tuyền, giống là giống của Đài Loan ha các anh chị. Rồi, em rất là cảm ơn các anh chị và các bạn chúng ta đã xem video bán lan cho ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2018. Em xin chào tạm biệt và sẽ gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.